Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Chiến thức thứ ba ngày hôm nay, episode thứ 35. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi thứ ba hàng tuần thì chúng ta vẫn có chương trình chiến thức chủ yếu là tìm hiểu sâu tất cả những cái quy tắc làm việc của quốc hội, của hành pháp và của tư pháp để chúng ta có thể hiểu rõ hơn những chính sách của Hoa Kỳ cũng như là những quy tắc làm việc của à, ba ngành tức là tư pháp, lập pháp và hành pháp và đồng thời tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử của chúng ta trong năm 2024. Và đây là chủ đích của cái chương trình chiến thức thứ ba hàng tuần. Quý vị, trong mấy ngày qua, thì à, hai tuần lễ vừa qua chúng ta đã chứng kiến được cuộc biểu tình của những người bài Do Thái và những người ủng hộ cho Palestine chiếm giữ ở ít nhất 30 trường đại học của Hoa Kỳ, dấy lên một cái phong trào mà tôi đã từng nói với quý vị là họ muốn khơi dậy cái phong trào phản chiến từ thập niên 70 cho tới bây giờ. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở các trường đại học kể từ cái phong trào phản chiến trong chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên thì uh, hiện nay thì uh, cái phong trào này nó là chuyển hướng Nó chuyển hướng tức là nó tấn công luôn cả những đồng minh của nó Tức là những kẻ biểu tình uh, bài do Thái hay là những kẻ uh, ủng hộ cho Palestine, Hamas Đã bắt đầu nhắm luôn cả vào cả đảng Dân Chủ để mà chuẩn bị đưa ra tiếng nói của họ Và quý vị, ở trong bản tin mà chúng ta có được ngày hôm nay Là những kẻ biểu tình ở trong các trường đại học đảng Dân Chủ đang chuẩn bị cho việc mà hành động trong cái... Uh, đại hội đảng của họ trong mùa hè năm nay trong đó thì tin từ washington cho biết thì giữa lúc mà các người ủng hộ palestine gia tăng ở trong các trường đại học trên toàn quốc thì chỉ trích ông joe biden đã giải quyết cái cuộc chiến của hamas và do thái thì đảng dân chủ trung ương trong cái hội nghị của họ tức là cái đại hội của họ trong đảng cộng hòa trong cái đại hội đảng năm nay có thể sẽ bị đối diện với những người biểu tình và tình trạng hỗn loạn có thể phá hủy toàn bộ cái chiến dịch tái tranh cử của chỗ ông Joe Biden. Trong đó thì 6 à, à, 65 tổ chức ở tại Chicago à, đã bắt đầu thành lập một cái liên minh gọi là March on DNC và sẽ mở ra vào ngày 10 chính tây tháng 8 các nhà hoạt động à, sẽ khởi kiện ở tòa liên bang à, cáo buộc là vi phạm về cái tu chính án số 1 bởi vì thành phố này đã đề nghị à, cho phép các người biểu tình à, cách cái à, nơi gọi là United Center khoảng vài dặm khi mà ông cho bên dự tính sẽ được à, nhận cái sự đề cử của đảng dân chủ ở tại trung ương những người biểu tình đã bắt đầu à, cam kết là họ sẽ tụ tập vào đây bất kể như thế nào và sẽ có cuộc biểu tình lớn Nhắm vào cái đại hội của đảng Dân Chủ vào à, trong tháng 8 Tại vì tháng 7 là đại hội của đảng Cộng Hòa Họ không nhắc gì tới đảng Cộng Hòa hết Tức là từ 15 cho tới 18 tây tháng 7 Thì à, cái đại hội của đảng Cộng Hòa diễn ra ở tại Milwaukee Ở tại Wisconsin Trong khi đó đảng Dân Chủ thì ngày 19 tây tháng 8 Tức là sau một tháng sẽ là cái đại hội của họ Và bây giờ cái đại hội này đang chuẩn bị cho cái tiềm năng những kẻ biểu tình à, bài do thái và những kẻ biểu tình ủng hộ cho palestine dự tính là sẽ liên kết với lại trên toàn quốc để tổ chức cuộc biểu tình trước cái đại hội của đảng dân chủ và đây là cái giá mà đảng dân chủ phải trả cho chính những cái hành động của họ trong 30 năm qua quý vị những người này ở đâu ra những người này là do cái chính sách mềm dẻo của chính quyền obama trước đây có thể nói là chính quyền của Obama trước đây và bây giờ tới chính quyền của Joe Biden những người từ ở Trung Đông đã tràn ngập vào Hoa Kỳ mà không trải qua một cái quá trình cần thiết và những người di dân ở khu vực uh, Trung Mỹ và Nam Mỹ cũng đã tràn vào Hoa Kỳ một cách vô tội vạ trong mấy năm dưới dưới triều đại của Joe Biden cho thấy rằng là cái chính sách mềm dẻo về di trú và cái chính sách gọi là được mô tả là nhân đạo của Obama trước đây cũng như bây giờ của Joe Biden đã dẫn tới hậu quả chính họ nhận lãnh. Chính họ nhận lãnh. Thứ nhất là quý vị thấy tình trạng di dân bất hợp pháp đã gây tội ác ở tất cả những thành phố Blue stack chứ không phải là Red State. Tức là di dân bất hợp pháp đã quậy nát ở San Francisco, quậy nát ở New York và ở Chicago, kể cả Boston. Thì quý vị, những nơi này là những nơi mà chứa di dân bất hợp pháp mà. Bây giờ họ quậy tân bừng, những tội phạm từ Trung Mỹ và Nam Mỹ. Bên cạnh đó thì những di dân đến từ Trung Đông bắt đầu tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và bên cạnh sự ủng hộ Palestine họ còn ngầm ủng hộ cho Hamas và dương cao cái chủ nghĩa bài do Thái tại Hoa Kỳ. Và vấn đề này nó phải đi từ cái góc vấn đề tại sao nó không xảy ra ở tập niên 70, 80 và 90. Như vậy có lẽ tôi sẽ phải đi một cái bài phân tích cho quý vị thấy. Bởi vì chính bản thân chúng tôi, những người Việt tị nạn cộng sản là những người di dân đến từ những quốc gia nghèo khó đang phát triển tương tự như bây giờ. Nhưng chúng tôi trải qua một cái quá trình khác và tại sao cộng đồng của người Việt không có những cái tình trạng giống như giống như là cộng đồng của người hồi giáo Trung Đông hay là cộng đồng ở Trung ở Trung Mỹ và Nam Mỹ không có tội ác băng đảng nhiều cũng không có hành động gọi là quá khích tới mức như vậy trừ cái trường hợp duy nhất mà chúng ta tụ tập đông người nhất là cái giai đoạn chống lại Trần Trường năm 1999 thôi. Thì quý vị, vấn đề chỗ này, ok. Cái chính sách di trú của nước Mỹ đã có tại vì nước Mỹ tôi đã nói với quý vị là một quốc gia của di dân. Tất cả nước Mỹ này được hoạt động bởi các di dân tứ xứ khắp nơi trên toàn cầu đều có mặt tại nước Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng vào được nước Mỹ. Họ có những cái quy tắc, họ có những cái chính sách rất rõ ràng từ nhiều năm nay. Thì quý vị, riêng người Việt tị nạn cộng sản, chúng ta đến Mỹ trong ba ba cái giai đoạn khác nhau. Tôi thì tôi lấy cái giai đoạn của người vượt biên đi. Những người trong cái giai đoạn di tản năm 1975 thì khúc đó không có nhiều lắm. Khoảng chừng 100 200 ngàn người và họ đến từ một cái uh, cuộc di tản ra khỏi cái uh, cuộc chiến chấm dứt năm 1975. Nhưng cái phong trào mà đông đảo người Việt tị nạn cộng sản nhiều nhất là cái phong trào của vượt biên. Từ năm 199 chính thức làm chúng ta đã bắt đầu vượt biên từ năm 76, nhưng mà tới năm 79 thì Liên hiệp quốc mới lập ra tất cả những trại tị nạn ở khu vực Á châu để đón chào những người vượt biên gốc Việt được gọi là thuyền nhân đến những nơi này tạm trú và chờ đợi cái hồ sơ được duyệt xét đi tái định cư ở một quốc gia thứ ba và đa số đều xin tái định cư ở Hoa Kỳ. Và quý vị thời điểm này là cái thời điểm mà đông đảo người Việt nhất cho tới giờ phút này. Còn những người mà đi theo cái dạng HO, tức là cái chương trình mà Humanity Operation đó, thì cái chương trình này không đông lắm so với cái thời thời gian mà di tản và cái thời gian của người Việt tị nạn Cộng sản đi vượt biên. Thì quý vị, tôi lấy dấu mốc từ cái phong trào vượt biên cho nó dễ. Khi mà chúng tôi vượt biên, đầu tiên hết là chúng tôi tới một quốc gia thứ ba ở Á Châu, nằm trong trại tị nạn dưới sự quản trị của Liên Hiệp Quốc. Dưới sự quản trị của Liên Hiệp Quốc và sau đó thì tùy theo mỗi trường hợp đi định cư ở nước nào. Mà giờ tôi không nói những nước khác, tôi chỉ nói nước Mỹ thôi. Thì chờ đợi được tái định cư ở nước Mỹ, được duyệt hồ sơ ở trong trại tị nạn là cứ có, có người ở vài tháng, có người ở vài năm thì mới được duyệt hồ sơ. Và hồ sơ đó có những cái diện rất rõ ràng. Ví dụ là cái diện của các uh, đầu tiên được ưu tiên hàng đầu. Được ưu tiên hàng đầu quý vị là những uh, con lai. Những đứa con lai là được duyệt hàng đầu. Rồi kế tiếp là những quân cán chính Việt Nam Cộng hòa mà vượt biên thì họ sẽ được ưu tiên hàng thứ hai. Thứ ba là những con em của các quân cán chính Việt Nam Cộng hòa, trong đó có tôi. Ok quý vị. Và thứ tư là tình trạng của trẻ vị thành niên đi một mình thì sẽ được Mỹ automatic nhận nhân đạo. Và những trường hợp ở lâu hơn là những trường hợp bảo lãnh gia đình. Tức là họ vượt biên qua tới đảo, họ không có một cái diện nào hết. Và họ phải đi theo cái diện bảo lãnh gia đình là cái diện kế tiếp, diện thứ năm đó. Thì cái vị, cái diện này thì chờ lâu hơn. Và cuối cùng là những người không có bất cứ một diện nào cũng không có thân nhân thì chờ nước Mỹ hốt nhân đạo. Tức là họ sẽ siết ví dụ như cô ta mỗi một năm như vậy họ nhận bao nhiêu người vào Mỹ thì á, đầu năm họ siết họ nhận nhất có ít thì cuối năm cái cô ta còn dư ra thì nếu mà họ nhận được những người khác thì họ nhận còn không thôi thì những người không có diện sẽ được hốt nhân đạo được là được nhận vào Mỹ với cái tính chất là nhân đạo thì quý vị nó có những cái diện định cư rất rõ ràng và những ai mà bị quy trách nhiệm vào cái diện kinh tế thì sẽ không được định cư tại Mỹ họ có thể đi nước khác nhưng họ không được định cư tại Mỹ. Nếu những ai đi theo cái diện gọi là kinh tế thì quý vị, đó là cái quá trình mà họ duyệt xét chúng tôi ở trong trại tị nạn. Rồi sau khi mà mình được nước Mỹ nhận rồi, quý vị có thể bay trực tiếp qua Mỹ không? Không. Chúng tôi phải bay qua cái đảo bà ba, Bata ba, ở cái khu vực gọi là Bataan ở Philippines, nơi mà Hoa Kỳ đã thuê cái chỗ này để uh, chúng tôi có thể có 6 tháng ở đây học hỏi cái đời sống của Mỹ và làm cách nào hội nhập trong đời sống của Mỹ. 6 tháng này chúng tôi vừa học anh ngữ, vừa học cái cách hội nhập vào đời sống của Mỹ. Những cái cuộc sống bình thường tức là phải ở Philippines 6 tháng trước khi chúng tôi được nhận vào nước Mỹ. Tức là ở trại tiền đạn đã khoảng thời gian rồi, rồi xong rồi khi được Mỹ nhận thì mới bắt đầu đi qua Ba Ta tức là ở Philippines để mà bất kỳ ở quý vị ở trại nào ở Hồng Kông, ở Thái Lan, ở Malaysia, Indonesia, ở Palawan ở Philippines thì cũng phải tới tại Batan nếu đi Mỹ. Và 6 tháng đó chúng tôi được học anh ngữ. Chúng tôi được à, giảng dạy và được học hỏi cái cách hội nhập vào đời sống Mỹ trước khi chúng tôi qua Mỹ. Và khi chúng tôi qua Mỹ thì quý vị chúng tôi còn phải chờ đợi cái hồ sơ chúng tôi nhận được cái nhà bảo trợ nào ai là người bảo trợ cho chúng tôi tạm thời qua nước Mỹ. Thì quý vị, cái đó rất rõ ràng từ thập niên 70, 80 và 90 luôn. Đầu năm 90 luôn. Do đó, thì quý vị nhờ cái quá trình mà như vậy, nó mất một cái khoảng thời gian ở bên ngoài nước Mỹ rất lâu. Tối thiểu là một năm. Thì quý vị, do đó, chúng tôi khi mà hội nhập vào nước Mỹ và vào nước Mỹ, thì mình không có những cái vấn đề, chỉ là cố gắng làm việc, sinh sống và ổn định cuộc sống thôi. Do đó là cái 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 mà từ xưa tới nay thì quý vị, cái chương trình này nó kéo dài cho tới thập niên 90. Thì khi tới thập tiên 90 thì tất cả trại tị nạn đóng cửa thì những cái diện định cư tại Mỹ không còn nữa, không còn nhiều nữa. Thì quý vị, đây là cái giai đoạn mà những người đi di dân cho chúng tôi, tức là những người đi chúng tôi gọi là tị nạn, nhưng mà đối với người Mỹ, họ vẫn vẫn gọi là immigrant tức là di dân bất kể là chúng tôi đi vượt biên chúng tôi là thuyền nhân hay chúng tôi là đi đường bộ giống như là người ở Trung Mỹ Nam Mỹ thì người Mỹ vẫn gọi chúng tôi là immigrant tức là những di dân đến từ nước khác nhưng chúng tôi trải qua cái quá trình đó do đó cộng đồng người Việt hội nhập vào cái xã hội Mỹ không có nhiều vấn nạn nhưng bắt đầu từ thời của Obama có thể nói là qua cái giai đoạn của, là thời của Bush con trước thời Bush con thì vẫn còn khó khăn nhưng tới thời của Obama thì cái tình trạng kiểm soát này đã thay đổi từ thời của Bill Clinton thì đúng hơn nó đã thay đổi nhưng mà cái sự thay đổi đó giữa thời Bill Clinton và thời của ông Bush con á thì nó thay đổi rất nhẹ nhàng thôi vẫn có những cái quy tắc rất là gắt gào dành cho di dân từ nước ngoài thôi nhưng sau giai đoạn của Bush con tới khi Obama lên thì gần như nó thay đổi hoàn toàn Đáng lý năm những năm đầu của Obama không đến nỗi nào. Không đến nỗi nào quý vị. Nhưng bắt đầu từ cái cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập năm 2011. Và xảy ra một cái cơn biến động lớn ở tại Syria. Lúc đó thì nước Đức nhận lên tới một triệu người di dân từ Syria. Và riêng Obama đã nhận 100.000 di dân trực tiếp từ Syria tới Hoa Kỳ không đi qua những cái giai đoạn giống như chúng tôi nói. Họ có thể đi trực tiếp từ Syria tới Hoa Kỳ luôn. Không trải qua cái quá trình giống như ngày xưa mà chúng tôi đi vượt biên. Chính vì vậy mà nó gây ra cái vấn nạn ngày hôm nay. Rồi chưa kể dưới thời Obama, thời ông Trump thì ông siết chặt rồi. Tới thời Joe Biden mở cửa biên giới, dân ở Trung Mỹ và Nam Mỹ tràn qua. Và cũng không qua cái quá trình giống như chúng tôi trải qua. Đáng lý khi mà Obama nhận 100.000 người này thì phải thuê mướn một cái vùng đất ở trung đông tập trung những người đã được đủ điều kiện được tái định cư tại Mỹ. Thì tập trung họ lại để cho họ học anh ngữ, để cho họ học hội nhập vào đời sống Mỹ nó khác biệt cái với lại cái văn hóa họ sống ở trung đông như thế nào. Và vấn đề tôn giáo ra sao? Đáng lý phải làm điều này trước khi mà cho họ vào Mỹ. Nhưng Obama không làm, Obama bỏ luôn đưa trực tiếp họ qua và tái định cư họ ở tại đầu tiên hết là Minnesota. Rồi sau đó đưa họ qua Michigan và một số những tiểu bang khác. Thì quý vị, họ qua trực tiếp như vậy, không có người bảo trợ. Rồi cũng không được huấn luyện cái cách hội nhập đời sống Mỹ. Họ vẫn còn giữ cái suy nghĩ của khu vực ở Trung Đông. Rồi đến cái thời của Joe Biden, thì di dân ở Nam Mỹ và Trung Mỹ tràn qua Hoa Kỳ một cách vô tội vạ cũng không qua quả những quá trình mà chúng tôi trải qua xâm nhập vào có chỉ cần có người bảo trợ một cái trong người quen mình bảo trợ thôi không cần thân dân nữa là có quyền tự do vào nước mỹ rồi chính vì thiếu cái căn bản này mà nó dẫn tới tình trạng hỗn loạn ở nước mỹ quý vị thấy các cái thành phố blue state từ san francisco cho tới new york chicago boston những nơi được xem là À, chứa những di dân bất hợp pháp này thì bây giờ họ phải căng đầu đối diện với cơn khủng hoảng tài chính. Và thứ hai là tình trạng tình trạng mức độ tội ác tăng cao. Hôm trước quý vị thấy ở New York là một binh sĩ cứu hỏa chưa kịp về hưu thì đã bị sa thải. Sở dĩ mà ông Eric Adam thị trưởng thành phố New York sa thải là bởi vì ông ta cắt ngân sách của sở cứu hỏa để đem ngân sách đó hỗ trợ cho những di dân bất hợp pháp. Tới mức mà khi mà người binh sĩ cơ cứu hỏa này mất rồi đó Thì ổng mất tất cả quyền lợi luôn Ổng mất tất cả quyền lợi Mà đáng lý ổng được hưởng chỉ còn vài năm nữa về hưu rồi Là được hưởng đầy đủ quyền lợi của một nhân viên của tiểu bang hưu trí Ổng mất sạch hết Chỉ vì Eric Adam cắt giảm ngân sách của của các ban ngành ở New York Để lấy tiền ra lo cho những kẻ di dân bất hợp pháp Thì quý vị thứ nhất Họ đối diện với cơn khủng hoảng tài chính. Họ phải tốn rất nhiều tiền cho các cái di dân bất hợp pháp này. Thứ hai, họ không lúng túng đối phó với cái thành phần di dân bất hợp pháp ở khắp nơi mà không hiểu đời sống Mỹ. Không hiểu rõ về đời sống Mỹ. Và những người này sống theo cái quán cái 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 thói quen của họ ở những quốc gia cũ, cho nên ở đây ở những cái thành phố lớn này, họ làm những chuyện vi phạm luật pháp họ làm những chuyện vi phạm luật pháp rất bình thường họ coi đó là chuyện bình thường trong khi ở nước mỹ này là xứ pháp trị do đó cái vị tình trạng tội ác đã bùng nổ ở các cái thành phố được xem là blue stack những thành phố mà do những di dân bất hợp pháp đã có mặt và họ gây ra tội ác thì quý vị đã chứng kiến trong thời gian vừa qua đó là cái điều thứ nhất điều thứ hai cũng những nơi blue stack này thì bây giờ chính đảng Dân Chủ phải trả giá. Cuộc biểu tình của chủ nghĩa bài Do Thái bùng nổ do Obama từ cái thời chiến tranh, cái thời gọi là cách mạng mùa xuân Ả Rập dẫn đến tình trạng là nhận di dân bất hợp pháp khi một tấm hình hãng EV chụp được một đứa trẻ có vài tuổi đầu gốc Syria nằm chết úp mặt trên bờ biển thôi. Một tấm hình này nó đã thay đổi tất cả cái chính sách di trú của cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ. Obama tuyên bố nhận 100.000 di dân từ Syria. Và bây giờ quý vị, những di dân này tới đây, họ chưa học được cái đời sống Mỹ. Và khi tới đây, họ bị diễn giải một cách sai lạc. Những cái ý nghĩa về cái tu chính án của Hoa Kỳ, những cái ý nghĩa về luật lệ của Hoa Kỳ. Và quý vị, ngày hôm nay, đảng Dân Chủ phải chứng kiến là họ phải đối phó với tình trạng chủ nghĩa bài do Thái bùng nổ. Và thứ hai, là cái gọi là mượn danh nghĩa ủng hộ người Palestine nhưng lại ngầm ủng hộ cho Hamas tổ chức mà Hoa Kỳ coi là khủng bố. Cộng thêm chính quyền Joe Biden bây giờ vẫn tìm cách thỏa hiệp với lại Hamas để trả tự do cho một số con tin. Áp lực cho Thái. Những điều này đã kích động những cái người Hồi giáo và Ả Rập từ ở khu vực Trung Đông mà họ tới Mỹ một cách nhanh chóng, không trải qua những cái sự huấn luyện, không trải qua tất cả những cái học những cái học hỏi về đời sống Mỹ và ý nghĩa của những cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Và họ cứ được dễ, những kẻ ở đây lâu năm, lấy kinh nghiệm sống lâu năm dạy cho họ thôi. Do đó, họ nói rằng đây là quyền tự do ngôn luận của họ ở trong tất cả các trường đại học và họ làm việc, họ giải quyết công việc công việc y chang giống như là ở xứ sở của họ tức là xông vào dùng bạo lực chiếm một cái chỗ nào đó để đòi hỏi. Thì quý vị, cái điều này nó xảy ra ở Trung Đông. Và nó cho thấy rõ ràng là gì quý vị? Họ sẽ thấy được cái bài học từ Trung Đông. Từ một tổ chức bị xem là khủng bố, tức là tổ chức Fatah của ông Yasser Arafat, một tổ chức bạo động gây khủng bố, gọi là lực lượng giải phóng Palestine. tới thập niên 90 thì trở thành một tổ chức chính trị không cần chịu trách nhiệm cho những tội ác họ đã gây ra trong quá khứ rồi bây giờ trở thành cái hệ thống quản trị palestine thì những người ở trung đông mà qua mỹ cũng vậy bây giờ mình nhào vô mình chiếm trước đi đưa ra đòi hỏi trước đi rồi đến lúc mà mình tạo được thế lực rồi bằng vũ lực bằng bạo động rồi thì lúc đó mình chuyển hướng làm chính trị không bạo động nữa Do đó cái suy nghĩ đó nó đi nó theo đuổi những người này từ ở Trung Đông qua Mỹ thôi. <laughs> Do đó quý vị, bây giờ Đảng Nhân chủ phải đối diện với cái chính sách mềm dẻo thất bại về di trú của họ. Họ phải đối diện với cái hậu quả mà chính họ đang chuẩn bị là tháng 8 này <laughs> sẽ có tổng biểu tình của những người ủng hộ Palestine trên toàn quốc tụ về Chicago để biểu tình chống đối họ để biểu tình chống đối họ và thậm chí khởi kiện đảng dân chủ về vi phạm quyền tự do ngôn luận luôn khi mà họ buộc là phải muốn biểu tình cứ gì việc biểu tình nhưng mà phải cách vài dặm từ cái center tức là cái nơi mà tổ chức cái đại hội của đảng dân chủ cách đó vài dặm thì bây giờ những tổ chức này nộp đơn kiện về vi phạm tu chính án số 1 quyền biểu tình của họ Quý vị thấy rõ ràng là cái tu chính án số 1 đã bị diễn dịch một cách sai lạc hoàn toàn. Không ai cản trở quyền tự do ngôn luận của quý vị. Nhưng quý vị, có những khu vực họ không cho phép bước vào. Có những khu vực không cho phép bước vào muốn biểu tình ở ngoài khu vực đó vì vấn đề an toàn và an ninh. Cũng giống như tổng thống đi tới đâu hay là chủ tịch của hạ viện đi tới đâu thì nhân viên mật vụ và những nhân viên mật họ phải phong tỏa một khu vực nào đó để cho tổng thống tới nhằm bảo đảm an toàn cho tổng thống hay là nhằm bảo đảm an toàn cho chủ tịch của Hạ viện. Thì cũng tương tự như vậy, bây giờ cái đại hội đảng Dân Chủ đích thân Joe Biden tới nhận cái sự đề cử. Ông ta đang là tổng thống đương kim thì bắt buộc cái biện pháp an toàn, an ninh phải được phong tỏa. Bất kỳ một nước nào cũng vậy, Hoa Kỳ cũng vậy. Nhưng bây giờ cái đám biểu tình này, nó nói là, ê, cái vụ phong tỏa này vi phạm quyền tự do ngôn luận của tôi thì quý vị thấy rõ ràng là gì chính đảng dân chủ đang phải trả giá cho những cái việc mở rộng định nghĩa của cái hiến pháp hoa kỳ họ mở rộng và các trường đại học cũng đã mở rộng cái định nghĩa này bây giờ họ phải khó khăn đối diện với cái đám biểu tình bởi vì chính họ mở rộng cái định nghĩa này ủa đâu ai cản quyền tự do ngôn luận của quý vị nhưng quý vị thực hiện quyền tự do ngôn luận ở chỗ nào cũng được nhưng mà thuộc về quyền tài sản cá nhân hay tài sản của một tổ chức tư nhân quý vị đâu được quyền xâm phạm những trường đại học đó là tài sản tư nhân quý vị đâu có thể xông vào nhà người ta quý vị biểu tình được quý vị phải xin giấy phép còn nếu mà quý vị muốn nói đứng ở ngoài nói không ai cản quý vị cả bây giờ xông vào chiếm luôn trường học đây là cái giá phải trả cho những cái việc gọi là mở rộng cái định nghĩa về tu chính án số 1 và mở rộng cái định nghĩa về chữ nhân quyền. Bây giờ chính họ trả giá. Chính họ trả giá rất nặng nề cho cái việc này. Họ mở rộng ra rồi bây giờ họ không giải quyết được. Trong khi nước Mỹ này đã vận hành 30 gần 200 trăm mấy năm rồi quý vị. Họ có cái định nghĩa rõ ràng lắm. Quyền tự do ngôn luận là tuyệt đối. Nhưng mà quý vị, quý vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi lời nói quý vị xúc phạm người khác, sẽ bị người khác kiện về dân sự. Khi quý vị đe dọa người khác, thì quý vị sẽ bị truy tố về hình sự. Thì cũng giống như vậy, là mỗi một khu vực đó đều có cái luật lệ riêng và cái quy định riêng của tư nhân. Ví dụ, bây giờ trên mạng xã hội đi, quý vị có quyền tự do ngôn luận không? No quý vị có quyền nhưng mà trong cái quy tắc của mạng xã hội. Quý vị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của họ là họ cúp quý vị ngay. Thì các trường đại học cũng vậy, phải có cái tiêu chuẩn riêng. Nhưng mà các trường này mở rộng cái ý nghĩa đó quá lớn. Cho nên bây giờ họ bị stuck, gọi cảnh sát thì không được, rồi muốn thương thảo với cái đám biểu tình cực đoan này cũng không được luôn. Thì quý vị đây là cái giá phải trả và Đảng dân chủ là những kẻ chủ trương điều chỉnh những cái luật di trú không bắt buộc phải học tập từ bên ngoài cho đi thẳng vào nước Mỹ luôn. Do đó bây giờ chính họ trả giá cho cái hành động này của họ. Bởi bây giờ họ phải đối diện làm cách nào giải quyết đây. Trong khi các vị thấy đại hội Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, Wisconsin thì không có ai manh nha biểu tình cả không có ai tuyên bố biểu tình ở chỗ cái đại hội của đảng cộng hòa mà họ tuyên bố biểu tình ở cái đại hội của đảng dân chủ trong khi đảng cộng hòa ra mặt binh vực do thái rất rõ ràng hầu hết tất cả các thành viên đảng cộng hòa đều ủng hộ tuyệt đối cho do thái ngược lại đảng dân chủ thì đi hai hàng vừa phải ủng hộ hỗ trợ cho do thái vừa phải vuốt ve cái đám ủng hộ palestine và cái đám bài do thái thì quý vị bây giờ chính họ lâm vào tình trạng khó khăn do đó tôi nói với quý vị là tại sao tôi vẫn thường thích cái giai đoạn của 70 80 là như vậy bởi vì cái giai đoạn của thập niên 80 cái xã hội Mỹ không có bị mở rộng kiểu này họ rất rõ ràng và rất là đơn giản không có phức tạp chính vì vậy mà cái đất nước Mỹ nó an bình trong cái giai đoạn 80 90 80 90 được xem là cái giai đoạn an bình nửa 90 thôi các vị. Ok. Là nửa của tập Nhân mình nó nằm trong cái giai đoạn an toàn và an bình. Nhưng mà kể từ nhiệm kỳ 2 của Bill Clinton cho tới bây giờ thì nước Mỹ đã lâm vào tình trạng bị thay đổi. Họ cố tình thay đổi cái nền tảng của nước Mỹ. Và cho đó bây giờ thách thức nhiều hơn, biểu tình nhiều hơn, bạo động nhiều hơn. Và nó không chừa một ai cả. Chưa kể là cái thành phần mà băng đảng đường phố bây giờ nó được à, những cái chính sách mềm dẻo về tội phạm khiến cho nó càng hoạt động mạnh hơn. Quý vị, đây là sự trả giá cho cái chính sách tôi gọi là mỹ dân và cố tình mở rộng cái ý nghĩa của hiến pháp và của các cái định nghĩa về nhân quyền đã khiến cho họ phải trả giá. Và chính điều này tới lúc mà chúng ta phải chấn chỉnh lại, và tôi đã từng nói với quý vị là chúng ta phải chấn chỉnh lại không những trật tự trên toàn cầu, định nghĩa lại cái nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc mà phải còn định nghĩa rõ ràng lại cái tu chính án số 1 tức là quyền tự do ngôn luận ở chỗ nào, như thế nào thì lúc đó cái kỷ cương mới được tái lập còn nếu không bây giờ quý vị nó đang trở thành hỗn loạn bởi vì mỗi người dịch theo kiểu khác nhau Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay hy vọng bài này cho quý vị thấy rõ là tôi gọi karma tức là cái nhân quả họ gieo ra cái quả họ gieo ra những cái hạt giống này bây giờ chính những hạt giống này chống lại họ cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye